chào các bạn. Để tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta, hôm nay mình xin tóm tắt lại triều đại của nhà Mạc. Nhớ ngày xưa, à không, nhớ đến tập trước khi Mạc Đăng Dung đem binh truy đuổi Lê Chiêu Tông, sau đó bắt được ông rồi tống giam vào nhà lao. Cuối cùng ông bí mật sai Phạm Kim Bảng giết chết Chiêu Tông, đồng thời phế truất ngôi của Lê Cung Hoàng. Sau khi bị phế truất, Cung Hoàng bị giam cùng với Hoàng Thái Hậu ở Tây Kinh, nhưng về sau cũng bị bức tử đến chết. Vào ngày 15 tháng 6 năm 1527, Mạc Đăng Dung chính thức lên ngôi, tức là vua Mạc Thái Tổ, lập ra nhà Mạc. Nhà Lê sơ trải qua 10 đời vua và truyền được 100 năm đến đây kết thúc. Nhưng công đức vua Lê Thái Tổ và Lê Thánh Tông làm cho nhiều người vẫn không quên nhà Lê. Vì vậy cho dù Mạc Đăng Dung có cướp ngôi nhưng cũng không được lâu bền. Khắp nơi nổi lên những đội quân danh nghĩa phù Lê diệt Mạc nhằm giành lại ngôi báu, khôi phục lại triều đại nhà Lê. Nói sơ về Mạc Đăng Dung, ông sinh ngày 22 tháng 12 năm 1483, người làng Cổ Trai ở huyện Nghi Dương, nay thuộc thành phố Hải Phòng. Theo Đại Việt Thông Sử, cụ tổ 7 đời của Mạc Đăng Dung là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi. Gia cảnh họ Mạc tương đối nghèo, nếu không muốn nói là Mạc nhẹ nhàng như cái tên của mình. Nhà ông chuyên làm nghề đánh cá. Vào thời vua Lê Uy Mục, triều đình có tổ chức cuộc thi tuyển võ sĩ, Mạc Đăng Dung đã trúng cử võ Trạng Nguyên. Sau đó được xung vào đội quân túc vệ cầm dù theo vua. Trong các hàng ngũ võ quan, theo sử gia Lê Quý Đôn, Mạc Đăng Dung tỏ ra là người thật thà và ngay thẳng. Năm 1508, Mạc Đăng Dung được phong làm đô chỉ huy sứ vệ thần vũ. Năm 1518, Mạc Đăng Dung được thăng làm Vũ Xuyên Hầu, ra trấn thủ Hải Dương. Tại đây Đăng Dung thu thập hương binh, chỉnh đốn quân ngũ nên quân số ngày càng đông. Chốt một câu ngắn gọn lại, chỉ trong khoảng 20 năm, ông từ một võ quan hạn thấp rồi lên làm boss. Nhờ tài thao lược và mưu trí của mình, Mạc Đăng Dung đã vươn đến quyền lực cao nhất. Đó là vào năm 1527, khi được thăng tới chức Thái Sư, tức hiệu An Hưng Vương vào thời Lê Cung Hoàng. Sử gia Lê Quý Đôn chép lại rằng, khi ông lên ngôi, lúc này thần dân phần nhiều hướng về Đăng Dung nên ra đón về kinh đô. Vào tháng 6 năm 1527, Mạc Thái Tổ tiến vào kinh thành, ngự nơi chính điện tế trời ở Đàn Nam Giao, dựng tôn miếu lấy Hải Dương làm Dương Kinh. Lập cung điện ở Cổ Trai, truy tôn miếu hiệu và xây dựng bộ phận cho tổ tiên họ Mạc. Lập con trai là Mạc Đăng Doanh làm thái tử, đồng thời cũng phong thức cho anh em trong hoàng tộc. Sau khi lên ngôi khoảng một năm, Mạc Thái Tổ sai người sang Yên Kinh báo với vua Minh rằng con cháu họ Lê không còn ai thừa tự nữa, dặn cho đại thần họ Mạc tạm trông coi việc nước và cai trị dân chúng. Vua Minh không tin lời nên sai sứ giả sang dò la tin tức. Mục đích của nhà Minh là muốn lập lại con cháu họ Lê lên ngôi trở lại. Mạc Đăng Dung sai người soạn biểu trả lời bằng lời lẽ văn hoa và mưu hạ, đồng thời đem nhiều vàng bạc đút lót cho sứ giả khi được cử sang dò la. Đến khi sứ giả nhà Minh quay trở về rồi tâu với vua Minh rằng con cháu nhà Lê nay đã không còn nên ủy quyền lại cho nhà họ Mạc, người trong nước ai ai cũng phục cả. Vua Minh khi nghe lời tâu trong lòng lại có ý nghi ngờ, liền quát mắng sứ giả. Mạc Thái Tổ biết chuyện, sợ vua Minh hỏi tội sẽ đem quân tiêu diệt nhà Mạc. Vua cùng các bề tôi buộc dây ở cổ, đi chân không đến trước phục phủ của quân Minh quỳ gối xin được nội thuộc và quy hàng. Sau đó chia cắt đất hai châu Quy Hóa và châu Thuận An, đồng thời dân thêm 6 động thuộc châu Vĩnh An quy về Khâm Châu dâng cho nhà Minh, đúc hai tượng người bằng vàng và bạc cùng châu báu vật lạ dâng theo. Vua Minh nhận ngay, không tiến đánh nữa, sắc phong tước là An Nam Đô Thống Sứ Ti, giao giữ ấn bạc, từ đó Bắc Nam thông hiếu qua lại. Việc làm này sau đó bị các sử gia đời sau phê bình. Liệu đó có phải hay không việc dâng đất cho nhà Minh, mời các bạn đưa ra nhận xét của mình nhé. Về việc dân sinh, lúc này thần dân vô cùng thất vọng, cả nước hoang mang. Mạc Thái Tổ sợ nước sẽ xảy ra loạn lạc, lòng người sẽ nhớ vua cũ, nên phải tuân giữ pháp độ của nhà Lê, không dám thay đổi, nhằm phủ dụ thần dân để trấn áp lòng người. Về kinh tế, nhà Mạc chú trọng tới khẩn hoang đất đai và đắp đê ngăn lũ, ưu tiên cấp ruộng đất cho nhân dân. Về tiền tệ, ông cho ban hành tiền Minh Đức Thông Bảo được làm bằng đồng và kẽm sắt. Về tư tưởng và chính trị, nhà Mạc duy trì tư tưởng Tống Nho. Mạc Thái Tổ lúc ấy một mình giữ binh quyền, bình được giặc lớn nên uy quyền thịnh trị. Về cơ bản thời vua Mạc Thái Tổ và Mạc Thái Tông là ok nhất. Từ các đời vua sau loạn lạc liên miên, chiến tranh không dứt. Vì thế thời kỳ này còn gọi là thời kỳ Nam Bắc Triều. Về văn học, thời Mạc được gọi là Mạc Thị Sùng Nho. Rất trọng nho sĩ, luôn tổ chức thi cử đều đặn. Vì vậy xuất hiện nhiều trí thức lớn như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Giáp Hải và Nguyễn Dữ. Đây là thời kỳ mở đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của kiến trúc đình làng và nền văn hóa làng xã. Thực tế có thể thấy các bộ sử sách thời xưa dù có ghi nhận phiến diện và lên án Mạc Đăng Dung cùng vương triều nhà Mạc, nhưng không thể phủ nhận vai trò của Mạc Đăng Dung và đóng góp của vương triều này đối với lịch sử dân tộc Việt Nam. Tháng 10 năm 1528, Thái Tổ cảm thấy nước nhà tương đối bình yên, nhưng chế độ về quân ngũ có phần lỏng lẻo, vì thế ông muốn thay đổi và chấn chỉnh lại.
nên ông sai bề tôi là Nguyễn Quốc Hiến bàn định binh chế, điền chế và chia đặt thành 4 vệ. Lấy quân trấn giữ xứ Hải Dương cho Lệ thuộc vào vệ Hưng Quốc, quân trấn giữ xứ Sơn Nam Lệ thuộc vào vệ Chiêu Vũ, quân trấn xứ Sơn Tây Lệ thuộc vào vệ Cẩm Y, quân trấn xứ Kinh Bắc Lệ thuộc vào vệ Kim Ngô. Mùa đông năm 1529, Mạc Thái Tổ lúc ấy đã làm vua được 3 năm, tự thấy mình tuổi đã già, nên quyết định truyền ngôi cho con trưởng của mình là Mạc Đăng Doanh, tức vua Mạc Thái Tông. Ông lên làm Thái Thượng Hoàng, sau đó lui về Điện Trường Quang và coi nghề đánh cá là thú ngao du tự lạc. Theo sử gia Lê Quý Đôn, Thượng Hoàng về Cổ Trai ở là để trấn giữ nơi căn bản, làm ngoại viện cho con mình, nhưng vẫn quyết định những việc quan trọng trong triều đình. Thời điểm mà Mạc Thái Tông lên ngôi cũng chính là lúc diễn biến trong nước bắt đầu phức tạp. Vào năm 1530, cháu ngoại họ Lê là Lê Ý, xưng hiệu là Quang Thiệu, đã triệu tập quân lính ở Thanh Hóa rồi khởi binh ở Gia Châu chống lại họ Mạc, quân số lên đến vài vạn người. Ở cánh triều đình, Mạc Thái Tổ tự thân cầm vài vạn quân tiến xuống giao chiến với Lê Ý ở sông Mã. Quân Thái Tổ giáp trận giao chiến với Lê Ý nhiều trận nhưng đều thua, đành rút quân quay về Thăng Long. Sau đó Mạc Đăng Doanh từ Kinh Sư dẫn quân vào tiếp tục giao chiến với Lê Ý, tuy nhiên lại bị đánh bại nên cũng dẫn quân rút lui để Mạc Quốc Trinh ở lại chống giữ. Sau những trận chiến thắng, Lê Ý dẫn quân triệt phá doanh trại, về đóng ở Gia Châu, vì mới thắng liền mấy trận nên sinh lòng kiêu ngạo, không còn lo phòng bị và có ý coi thường đối phương. Thời gian trôi qua, lương thực có phần thiếu thốn, đội ngũ trở nên rời rạc. Mạc Quốc Trinh nhận được gmail báo về, liền dẫn quân tinh nhuệ tập kích và đánh bại được đội quân của Lê Ý, bắt sống Lê Ý về Kinh Sư rồi sai lính cho ngựa chia làm năm hướng ngũ mã phanh thay. Lê Ý thất bại, nhưng thổ tù ở các nơi vẫn không quy phục nhà Mạc, trong đó nổi bật nhất là tướng Nguyễn Kim. Thân phụ Nguyễn Kim là Trừng Quốc Công Nguyễn Hoàng Dụ. Nguyễn Kim là võ tướng cũ của nhà Lê, sau nhiều lần khởi binh chống lại họ Mạc ở Thanh Hoa, nhưng hầu như đều bị thua trận nên đành rút sang nước Ai Lao để cầu cứu và giúp đỡ. Tại đây ông cố gắng củng cố lại lực lượng tiếp tục chống lại nhà Mạc. Năm 1533, Nguyễn Kim tìm được một người tên là Lê Duy Ninh, là con của vua Lê Chiêu Tông, đưa ông lên ngôi trên đất Sầm Châu Ai Lao, tức là vua Lê Trang Tông. Ông còn được dân gian ưu ái đặt cho mỹ danh nghèo là Chúa Trộm. Sau khi lên ngôi, vua tấn phong cho Nguyễn Kim làm Thượng Phụ Thái Sư Hưng Quốc Công, đồng thời chuẩn bị binh lực tiến quân. Ở cánh phía Bắc, vua Lê Trang Tông sai lần lượt là Trịnh Duy Liệu, sau đó đến Trịnh Viên vượt biển sang nhà Minh, tố cáo tội trạng của Mạc Thái Tổ và xin nhà Minh đánh dẹp. Vua Minh nhận tờ tấu, giao xuống đình nghị, sau đó quyết định chuẩn bị quân lực áp sát vùng biên giới, mượn cớ giúp nhà Lê để đánh nhà Mạc. Mạc Thái Tông một mặt tăng cường phòng bị, tập luyện quân đội. Mặc khác sai Nguyễn Văn Thái và Tùy Tùng sang trấn Nam Quang ở Quảng Tây vào năm 1539 để dâng biểu xin hàng. Biện hộ rằng Lê Duy Ninh là con của Nguyễn Kim được dựng lên, không phải dòng dõi nhà Lê. Nghe lời tâu, nhà Minh vì muốn để cho hai phe đánh nhau nhằm ngư ông đắc lợi nên án binh bất động không tiến quân nữa. Trên danh nghĩa nói mình là vị nghĩa nhưng thực chất nhà Minh chỉ vị lợi mà thôi. Mùa xuân năm 1539, vua Lê Trang Tông phong cho đại tướng quân Dực Nghĩa Hầu Trịnh Kiểm, tức hiệu là Dực Quận Công. Vua còn phong tước cho các tướng khác, sai họ đem quân chia đường tiến đánh, thanh thế rất lẫy lừng. Quân Trịnh Kiểm tiến đánh vào vùng Lôi Dương thuộc Thanh Hóa, sau trận giao chiến với quân nhà Mạc, quân của Trịnh Kiểm đã đánh bại được quân nhà Mạc tại đây, đồng thời chiếm được đất Thanh Hóa. Trịnh Kiểm ngày trước xin được đi theo Nguyễn Kim đánh dẹp nhiều nơi và lập nhiều chiến công. Nguyễn Kim thấy Trịnh Kiểm có tài nên gả con gái cho ông. Cũng trong lúc này đất nhà Mạc chính thức bị chia cắt. Ở phía tây bắc vùng Hưng Hóa thuộc Tuyên Quang, anh em họ Vũ là Vũ Văn Mật và Vũ Văn Nguyên, hay còn gọi là Chúa Bầu, là thủ lĩnh trấn thủ tại đây, cũng không thần phục nhà Mạc. Nhà Mạc cũng vài lần mang quân lên đánh nhưng không diệt được họ Vũ. Về sau lại phải đối phó với nhiều biến cố nên buộc phải để họ Vũ trấn giữ một phương. Sau đó anh em họ Vũ sai người liên lạc theo về nhà Lê. Đến ngày 25 tháng 1 năm 1540, Mạc Thái Tông qua đời, không rõ thọ bao nhiêu tuổi, thụy hiệu là Khâm Chiết Văn Hoàng Đế. Mạc Thái Tông không phải là vị hoàng đế giỏi về võ công, nhưng lại giỏi về văn trị. Ông không có được những chiến công đánh dẹp hiển hách như cha mình, nhưng ở một khía cạnh khác ông đã mang lại cuộc sống no ấm và yên ổn cho nhân dân Đại Việt. Cởi mở hơn về Phật giáo và đạo giáo, đồng thời tổ chức nhiều lễ hội và văn hóa, nhất là vùng Bắc Bộ sau nhiều năm loạn lạc. Tuy nhiên cũng tiếc thay nền Thái Bình mà ông gây dựng không kéo dài được lâu. Cũng trong năm 1540, Thượng Hoàng Mạc Thái Tổ lập con trai trưởng của Thái Tông là Mạc Phúc Hải lên ngôi, tức là Mạc Hiến Tông. Sau khi lên biên giới để cắt đất trở về, ngày 22 tháng 8 năm 1541, Thái Tổ Mạc Đăng Dung mất. Trước khi mất ông có để lại di chúc không làm đàn chay cúng Phật, đồng thời khuyên Mạc Hiến Tông phải nhanh chóng về kinh thành để trấn an lòng dân, lấy xã tắc làm trọng. Mùa xuân năm 1542, vua Lê đích thân làm tướng tiến đánh vào Thanh Hoa, dùng quận Thụy Hà Thọ Tường làm ngự doanh để thống. Năm 1543, vua Lê tiếp tục tiến quân đến thành Tây Đô.
Tướng Mạc là Dương chấp nhất bèn đem con em cùng thuộc hạ ra đầu hàng, dâng thành Tây Đô cho vua Lê. Lúc này vùng Thanh Nghệ đã được nhà Lê kiểm soát. Bấy giờ Thái sư Hưng Quốc Công Nguyễn Kim còn ở Ai Lao chưa theo về. Vua Lê Trang Tông sai tuyên quận công Trịnh Công Năng mang chiếu thư sang Ai Lao, gia thăng cho Nguyễn Kim làm thái tể, đồng thời kêu gọi ông trở về. Tháng 5 năm 1545, Trang Tông lại đích thân kéo quân ra Yên Mô Ninh Bình. Lúc này Dương chấp nhất phản lại Trang Tông, bỏ thuốc độc giết Nguyễn Kim rồi trở về với vua Mạc là Mạc Phúc Hải. Dương chấp nhất vốn là hàng tướng nhà Mạc, xuất thân hoạn quan, làm quan đến chức trưởng bộ. Nghe tin vua Lê Trang Tông nổi quân, liền dùng kế trá hàng, muốn hại vua Lê Trang Tông nhưng việc không thành. Nên ông lập mưu mời thái tể Nguyễn Kim đến dinh, rồi ngầm bỏ thuốc độc trong quả dưa dâng lên trước mâm cỗ. Nguyễn Kim ăn dưa, sau đó bị trúng độc rồi mất. Nghe tin đại tướng bị giết, Lê Trang Tông phải lui binh về Tây Kinh. Sau đó dùng con là Nguyễn Uông làm lãng quận công, Nguyễn Hoàng làm hạ khê hầu, tiếp tục cầm quân đánh nhà Mạc. Về sau, do lo ngại các con của Nguyễn Kim có khả năng chia sẻ quyền lực nên Trịnh Kiểm bị cho rằng đã ám hại Nguyễn Uông. Thừa cơ hội đó, tháng 8 âm lịch năm này, vua Bắc Triều Mạc Phúc Hải sai thái tể Ninh Quốc Công Mạc Phúc Tư dùng quân ngũ phủ cùng các trấn ra quân đánh úp vào bản doanh của Lê Trang Tông. Khi quân Mạc tới sông Phù Trần, Lê Trang Tông đích thân cầm quân ra đánh. Dực quận công Trịnh Kiểm làm đề thống ngự doanh, dẫn quân tiên phong phá tan quân Mạc. Quân Mạc chết hại vô số, Ninh Quốc Công phải trốn về hướng Bắc. Lúc này Trang Tông thăng Trịnh Kiểm lên chức đô tướng tiết chế, hàm thái sư, tước lượng quốc công, tiền trạm hậu tấu, được nắm giữ quyền binh để chống lại nhà Mạc. Năm 1546, Trịnh Kiểm rút binh về Thanh Hóa, lập hành điện cho vua Lê Trang Tông ở Sách Vạn Lại, rồi chiêu mộ anh hùng hào kiệt, đồng thời huấn luyện quân sĩ và tích trữ lương thảo để tính kế đánh vào họ Mạc. Ngày 8 tháng 5 năm 1546, Mạc Hiến Tông mất con là Mạc Phúc Nguyên còn nhỏ lên thay cho cha mình, tức là Mạc Tuyên Tông. Ông là thiếu đế thời loạn lạc. Lúc này chú ruột là Khiêm Vương Mạc Kính Điển làm phụ chính. Lúc này trong triều lại xảy ra biến loạn. Tướng Phạm Tử Nghi muốn lập con của Mạc Thái Tổ là Hoàng Vương Mạc Chính Trung đã trưởng thành lên ngôi nhưng không được. Nên ông cùng với Mạc Chính Trung khởi binh nổi loạn. Phạm Tử Nghi nhiều lần muốn đánh chiếm Kinh Sư nhưng việc không thành, bèn đem Chính Trung ra chiếm Yên Quảng thuộc Quảng Ninh, cướp phá vùng Hải Dương và đánh phá cánh Lưỡng Quảng khiến nhà Minh cũng lo ngại. Vì thế nhà Minh sai người sang nhà Mạc để trách phạt. Đến năm 1551, Mạc Kính Điển dẹp được Phạm Tử Nghi. Phạm Tử Nghi bị chém chết tại trận. Còn Mạc Chính Trung bỏ chạy lên phía Bắc nhưng sau đó cũng bị giết. Ở cánh nhà Lê, năm 1548, Lê Trang Tông mất. Trịnh Kiểm đưa Lê Huyên, là con của Trang Tông, lên nối nghiệp ở Thanh Hóa, tức là vua Lê Trung Tông. Ông lên ngôi khi mới 13 tuổi, mọi việc do Thái sư Trịnh Kiểm làm phụ chính. Năm 1550, Thái tể Lê Bá Ly lúc này nắm quyền thế quá lớn, trong triều khi đó có hai sủng thần là Phạm Quỳnh và Phạm Giao, hai người này có ơn với nhà Mạc. Vì thế, hai cha con họ Phạm sinh lòng ghen ghét Bá Ly, vua Mạc Phúc Nguyên thì còn trẻ lại tin lời của các loạn thần. Lúc này cha con họ Phạm đã bất ngờ đưa quân cấm vệ tiến xuống vây đánh Bá Ly. Bá Ly cùng thông gia là Nguyễn Thiến, mang gia quyến gồm các tướng Nguyễn Quyện, Nguyễn Khải Khang và Lê Khắc Thận chạy vào Thanh Hóa để hàng nhà Lê. Tuy nhiên sau vài năm, khi Nguyễn Thiến và Lê Bá Ly mất, các con là Nguyễn Quyện và Lê Khắc Thận lại tiếp tục theo về với nhà Mạc. Nguyễn Quyện sau này cũng là một danh tướng của nhà Mạc. Năm 1544, Trịnh Kiểm rời tổng hành dinh của vua Lê đến Biện Thượng. Trịnh Kiểm cho rằng quân ta sĩ khí đang lên, bèn sai các tướng xuất quân bình định đất Hóa Châu ở phía Nam. Đất Hóa Châu do tướng Mạc là Hoàng Bôi trấn giữ. Quân Nam Triều tiến xuống giết được Hoàng Bôi, bình định đất Hóa Châu, tức hai xứ Thuận Quảng. Nước Đại Việt lúc này được chia làm hai, từ Thanh Hóa trở vào Nam thuộc nhà Lê do Trịnh Kiểm thống lĩnh. Từ Sơn Nam trở ra thuộc về họ Mạc. Năm 1556, Lê Trung Tông mất không có con nối dõi. Dòng đích của Lê Thái Tổ không còn người kế vị. Thái sư Trịnh Kiểm bèn chọn Lê Duy Bang lên ngôi, tức là Lê Anh Tông. Từ khi Lê Anh Tông lên ngôi, Thái sư Trịnh Kiểm liên tiếp xuất quân chống lại nhà Mạc suốt từ năm 1557 đến năm 1564. Khi này, Mạc Tuyên Tông uy thế yếu hơn so với thế lực của Lê Trịnh, song vẫn chưa dám vào kinh đô vì nhà Mạc giảm về thế và lực nhưng chưa đến mức suy yếu. Thậm chí có nhiều phen Mạc Kính Điển tiến quân đánh vào tận Thanh Hóa. Có trận Mạc Tuyên Tông cũng thân chinh đốc xuất binh mã và mang lại nhiều trận thắng lớn. Tuy nhiên, trong khi trận chiến chưa phân thắng bại, thì vào tháng 12 năm 1561, Mạc Tuyên Tông lâm bệnh nên qua đời, ở ngôi được 15 năm nhưng không rõ bao nhiêu tuổi. Ông được truy tôn là Tuyên Tông Duệ Hoàng Đế. Con trưởng là Mạc Mậu Hợp mới 2 tuổi lên nối ngôi, lấy niên hiệu là Thuần Phúc thứ nhất. Việc chính sự đều do hai chú là Khiêm Vương Mạc Kính Điển và em là Mạc Đông Nhượng điều hành triều đình. Ở Nam Triều, con thứ của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng, vì sợ bị anh rể Trịnh Kiểm sẽ hại như anh cả của mình là Nguyễn Uông, nên xin vào trấn thủ ở đất Thuận Hóa và được đồng ý. Năm 1570, Trịnh Kiểm lại giao cho Nguyễn Hoàng ra trấn thủ nốt khu vực đất thuộc Quảng Nam.
Từ đây khu vực Thuận Quảng do chúa Nguyễn Hoàng cai trị, còn gọi là chúa Nguyễn. Cũng trong năm 1570, Trịnh Kiểm qua đời, anh em họ Trịnh là Trịnh Cối và Trịnh Tùng tranh nhau đoạt quyền. Thấy triều Lê Anh Tông đang lục đục, quan bố chính là Mạc Lập Bạo đã đem quân về đầu hàng vua Mạc Mậu Hợp. Mạc Kính Điển nhân thế đó đem hơn 10 vạn quân đánh thẳng vào Thanh Hoa. Cuộc tấn công Lê Trịnh lúc này của nhà Mạc kéo dài suốt năm 1570 vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng trước thế tấn công quyết liệt của Mạc Kính Điển, Trịnh Cối bị kẹp giữa quân Mạc và quân Trịnh Tùng nên không chống nổi, liền đem vợ con và nhiều tướng lĩnh khác chạy về với nhà Mạc. Còn về phía Trịnh Tùng, ông cầm quân Nam Triều vẫn cầm cự được với quân Mạc. Đến cuối năm 1570, Kính Điển vì thiếu lương thực nên lại rút quân quay về. Vì vậy mà nhà Lê vẫn duy trì thế cân bằng với nhà Mạc. Lúc này, Lê Anh Tông buộc phải trao quyền binh lại cho Trịnh Tùng và phong cho ông lên chức Thái úy trưởng quốc công vào năm 1571. Tóm lại, Nam Triều lúc bấy giờ chỉ giữ được mỗi Thanh Hóa, vì lúc bấy giờ Kính Điển sai các tướng Nguyễn Quyện và Mạc Đăng Lượng đem binh vào đánh Nghệ An, nên phía Nam sông Lam trở vào Quảng Nam đều thuộc nhà Mạc. Tuy nhiên, nhà Mạc sau đó đánh mất Thuận Hóa, Quảng Nam, vì xa cách nên không thể kịp thời tiếp ứng. Tướng Mạc Lập Bạo lại gặp phải địch thủ lớn là chúa Nguyễn Hoàng, hai bên giáp trận giao chiến, sau đó tướng Mạc bị thua trận chết ngất. Mặc dù Nguyễn Quyện và Mạc Đăng Lượng đánh thắng quân Lê nhiều lần ở Nghệ An, nhưng vì địa thế cách trở, xa kinh thành nên cuối cùng quân chủ lực của nhà Mạc lại phải rút đi. Vì thế nên nhà Mạc mất hẳn vùng đất ở phía Nam. Vào năm 1573, vua Lê nghe lời tâu của các quan, rồi mưu lật đổ quyền lớn trong tay Trịnh Tùng, nhưng mưu sự bị bại lộ, Trịnh Tùng giết vua Lê Anh Tông và đưa vua nhỏ là Lê Thế Tông lên làm vua bù nhìn, bản thân nắm hết quốc gia đại sự. Tháng 10 năm 1580, ở cánh nhà Mạc, lúc này Mạc Kính Điển mất, sau 34 năm kinh nghiệm làm phụ chính, em là Mạc Đôn Nhượng lên thay cho ông. Lực lượng quân đội nhà Mạc bắt đầu suy yếu vì thiếu đi người chỉ huy có tầm cỡ và uy tín. Mạc Mậu Hợp từ nhỏ lên ngôi, khi lớn vẫn dựa vào các hoàng cha là chính, không chú trọng việc chính sự, lại ham mê tửu sắc nên triều đình càng ngày càng thối nát. Sau khi Mạc Kính Điển chết, việc trong ngoài đều trông chờ vào Mạc Đôn Nhượng cùng các tướng Nguyễn Quyện, Mạc Ngọc Liễn và Bùi Văn Khuê. Uy thế quân Mạc suy sút nhiều và thường bị thua trận. Ngày 3 tháng 12 năm 1591, Trịnh Tùng tập hợp các tướng, bàn việc ra quân Bắc phạt với quy mô lớn tiến vào kinh thành. Vua Mạc Mậu Hợp nghe tin, sợ đến kinh hoàng, vội điều hết binh mã bốn vệ năm phủ, được khoảng 10 vạn quân, đích thân làm tướng tiến đến xã Phấn Thượng kháng cự với Vương Sư. Trịnh Tùng sai Hoàng Đình Ái ra đánh, giết được hai tướng nhà Mạc, quân Trịnh Tùng thừa thế đánh mạnh, quân nhà Mạc cầm cự không được lâu, bèn thua chạy qua sông, quân lính tranh nhau xuống thuyền, chết đuối quá nửa. Mạc Hậu Hợp thấy vậy rút quân bỏ chạy, quân Lê tiếp tục đuổi theo đến Giang Cao, đồng thời tại đây chém hơn 1 vạn thủ cấp. Bấy giờ, đã đến Tết Nguyên Đán, lúc này, Trịnh Tùng hạ lệnh cho quân nghỉ ngơi ăn Tết, đồng thời, hẹn ngày thu phục kinh thành. Sau khi ăn Tết, Trịnh Tùng lập đàn, tế cáo trời đất và tiên đế nhà Lê, đặt ra 3 điều để nghiêm cấm tướng sĩ, ai vi phạm thì chiếu theo quân pháp mà trị tội. 1. Không được vào nhà dân lấy lương thực và củi đuốc. 2. Không được cướp của cải và chặt cây cối. 3. Là không được dâm hiếp đàn bà con gái, không được vị tư thù mà giết người. Sau khi tế đàn đã xong, Trịnh Kiểm hạ lệnh tiến quân vào Đông Kinh, đồng thời hạ quyết tâm phải lấy được Thăng Long, quân sĩ đi đến đâu, nhân dân tranh nhau đem rượu và châu bò đến đón đến đó. Bấy giờ, Mậu Hợp tuy đã qua đò sang phía bắc của sông Nhị, nhưng vẫn cậy có sông dài hiểm trở, bèn sai Mạc Ngọc Liễn và Nguyễn Quyện ở lại cố thủ thành Đại La, còn mình thì thống xuất thủy quân, dàn hơn 100 chiếc thuyền thành thế trận làm thanh thế cứu viện cho quân trong thành. Hai bên giao chiến từ giờ Tị đến giờ Mùi, vẫn chưa phân được thắng bại. Cuối cùng, Trịnh Tùng đích thân đốc xuất tướng sĩ trèo xuyên qua lũy, phá được thành trì. Lúc này quân Mạc bắt đầu tan vỡ, phục binh của Mạc Ngọc Liễn và Nguyễn Quyện bị đánh bại. Quân Lê giết được hai con của Nguyễn Quyện và bắt sống được ông. Thây giặc chồng chất lên nhau, tổng cộng hơn 1.000 người bị giết. Đồng thời, Mạc Mậu Hợp lúc này thu thập tàn quân cố thủ theo dọc bờ sông. Trịnh Tùng sau đó hạ lệnh rút quân chủ lực về, bấy giờ, sau khi án ngữ tại bờ sông, trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi chỉ, á vậy mà Mạc Mậu Hợp lại hám sắc đẹp của vợ tướng Bùi Văn Khuê là Nguyễn Thị Niên, nên muốn giết Bùi Văn Khuê cướp vợ người. Tháng 8 năm 1592, Bùi Văn Khuê biết chuyện, bèn đem quân qua hàng nhà Lê, đồng thời hợp binh với Trịnh Tùng chống lại quân Mạc. Tháng 11 năm 1592, Trịnh Tùng lại tiến đánh vào quân Mạc, vua Mậu Hợp thua chạy về Kim Thành, Hải Dương. Thấy tình thế nguy cấp, Mạc Mậu Hợp lập con là Mạc Toàn lên ngôi, rồi tự mình làm tướng thống xuất quân đội. Sau các cuộc chiến đẫm máu tại khu vực các phủ Nam Sách, Hạ Hồng, Kinh Môn, trong tháng 11 và 12 thì quân đội nhà Mạc chịu tổn thất cực kỳ nặng nề, Mạc Mậu Hợp phải liên tục bỏ trốn đến huyện Phượng Nhãn, nhưng sau đó ông bị bắt sống, đồng thời bị đem ra hành hình. Lúc này, các vùng lãnh thổ trên Đại Việt hầu như đã được kiểm soát. Sau đó, Mạc Toàn cũng bị bắt và đem chém đầu tại bến Thảo Tân cùng nhiều tông thất nhà Mạc. Nhà Mạc chính thức khép lại, trải qua thời gian 65 năm trị vì, đồng thời qua năm đời vua.
Tuy nhiên, lực lượng cát cứ của họ Mạc vẫn còn, nhà Minh vì muốn duy trì thế Nam Bắc Triều ở Đại Việt, mục đích có lợi cho họ nên có ý can thiệp vào để họ Mạc được cát cứ ở Cao Bằng. Họ Mạc nối nhau trấn giữ ở đây trong nhiều năm, thế lực ở đây tương đối mạnh, buộc vua Lê phải rút về Thanh Hóa nhiều lần, mãi đến khi nhà Minh mất hẳn về tay nhà Thanh, lực lượng mới yếu dần đi. Tới năm 1677, con cháu đời sau của Trịnh Tùng tiếp tục thịt nốt các tàn dư còn lại trấn giữ ở Cao Bằng, vì vậy họ Mạc mới chấm dứt. Dư đảng họ Mạc đứng đầu là hai vua vô danh là Mạc Kính Hẻ, rồi tiếp đến là Mạc Kính Quang đều rút chạy sang Long Châu. Các bạn có ý kiến và nhận định gì, hãy để lại ở phần bình luận nhé!